Dưỡng môi lan đang là sản phẩm siêu hot trên thị trường, không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về cách sử dụng và những công dụng tuyệt vời của dòng sản phẩm dưỡng môi lan đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là Shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của dưỡng môi Lanay thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Thứ nhất là dưỡng môi Lanay có khả năng cung cấp độ ẩm, dưỡng môi, làn môi căng mọng và quyến rũ hơn. Ngoài ra, dưỡng môi Lanay còn có khả năng làm sạch và dưỡng môi, đôi môi mềm mại và được thanh lọc, ngăn ngừa các yếu tố gây hại. Đồng thời mặt nạ của môi Lanay còn có tác dụng giúp đôi môi trông dạng người, dưỡng hồng tự nhiên, trị thâm môi hiệu quả. Và đặc biệt là cô nàng có môi bị khô nứt nẻ, thì đây chính là sản phẩm chân ái cho các chị rồi đấy. Vì bởi nó giúp phục hồi tế bào nhanh chóng, kích thích đôi môi tươi trẻ, chống lão hóa. Đầu tiên chị em nên làm sạch vùng môi của mình có thể dùng nước tẩy trang để làm sạch môi nhé. Tiếp đến là chị em dùng cọ nhỏ lấy một lượng kem dưỡng vừa đủ và thoa đều lên môi, để mặt nạ ủ dưỡng môi qua đêm, sáng hôm sau thức dậy rửa lại bằng nước thật sạch, bạn sẽ thấy hiệu quả đôi môi của mình nhé. Hãy dùng mặt nạ môi Lanay thường xuyên để làn môi luôn tươi sáng, căng mọng và quyến rũ. Ngoài ra, để mặt nạ môi Lanay phát huy tác dụng, hãy nhớ tẩy tế bào chết cho môi từ 2 đến 3 lần trên tuần. Khuyến khích dùng chọn bộ dưỡng môi la này, kết hợp với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Dưỡng môi La này hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán dưỡng môi La này hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.